Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hey, xin chào các bạn đến với kênh CD Hay Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình. Thì ở cái video này mình và mọi người cùng tìm hiểu về cách làm ra một cái video xu hướng, nhưng mà chúng ta cần phải cẩn thận một số điều sau đây. Thì thời gian gần đây cái tin rất là hot đó là về từ khóa là Tuấn Khỉ. Đây là thông tin rất nhiều người quan tâm và rất nhiều YouTuber đã chọn cái chủ đề này, cái từ khóa này để khai thác làm nội dung video. Và mình sẽ không nói nhiều về cái từ khóa này ha. Chắc chắn các bạn theo dõi tin tức báo đài và theo dõi trên những kênh YouTube khác thì các bạn cũng biết về cái từ khóa này rất hot, và có một vài YouTube đã tận dụng cơ hội làm từ khóa này và kênh lên rất nhanh, thậm chí được bật kiếm tiền luôn. Tuy nhiên đó chỉ là một mặt thôi, chứ bạn chưa nhìn sâu vào cái mặt đằng sau của cái việc làm này. Thì qua video này mình muốn xin chia sẻ và cùng với bạn thảo luận về cái vấn đề này sâu hơn, về cái nhìn nhận và cái suy nghĩ của riêng mình. Nếu như bạn có suy nghĩ gì về cái vấn đề này hoặc về những gì mình chia sẻ thì bạn có thể comment ở dưới video để chúng ta tìm ra hướng làm tốt nhất nha. Rồi, thì chỉ trong vòng khoảng một tuần thôi, có rất nhiều video đăng lên YouTube liên quan đến lại cái nội dung này. Mới đầu thì những cái video này đăng lên rất là hữu ích, và người dân người ta xem, người ta rất là đồng tình, bởi vì đây là thông tin rất nhiều người quan tâm. Một số kênh YouTube lớn nhỏ đều đăng lên cái nội dung này. Tuy nhiên thời gian gần đây thì có một cái hướng đi lệch của những bạn làm YouTube này. Thì qua video này mình sẽ chia sẻ luôn cho các bạn một vài video gần đây các YouTuber đăng rất nhiều. Ngoài cái việc quay lại và đăng lên thì các bạn còn live stream nữa. Tuy nhiên cái thông tin mà những người xem video và những người sống gần khu vực Củ Chi này, người ta phản ánh là những cái video này nó không đúng sự thật. Mà đúng như vậy, chỉ một vài cái video là đúng sự thật thôi, còn đa phần để tăng view, tăng like. Một số kênh đã quay rất nhiều video, thậm chí quay những cái nơi hoặc là những cái câu chuyện nó không đúng sự thật, bẻ hướng sự thật sang một cái hướng khác nhằm kéo dài video để cho câu view, câu like. Thật ra thì mình cũng hiểu các bạn mong muốn tăng nhanh view và tăng nhanh sub nên mới làm như vậy. Thật ra thì cái cách làm này thì có thể kênh của các bạn sẽ tăng lên rất nhanh. Tuy nhiên các bạn nhìn nhận ha, khi người dân người ta biết được thông tin chính xác và những gì các bạn chia sẻ nó không đúng thì chắc chắn những người xem video của bạn họ sẽ không bao giờ xem video thứ hai trên kênh của bạn nữa, và họ xem cái video live stream hoặc là cái video đăng của bạn lên. Có thể họ like lúc đó nhưng về sau họ sẽ bỏ kênh bạn đi luôn. Đó là điều các bạn không nghĩ ra cái hướng lâu dài. Các bạn chỉ trông chờ cái hướng trước mắt là làm sao đủ được số giờ xem và số lượt đăng ký trong cái thời gian diễn ra cái sự kiện hot này. Và một vài kênh lớn khác họ làm, họ nắm bắt cái xu hướng này rất nhanh và họ làm rất tốt, và một số cái thông tin của họ làm lên rất giá trị. Mình thấy có một kênh YouTube của một nhà báo ha, làm chuyên về cái nội dung này luôn, có video đăng lên kênh liên quan đến lại cái chủ đề này, và người ta xem, người ta rất thích. Và các nội dung của kênh YouTube này là đăng rất đúng sự thật, và cái kênh này lên rất nhanh, và từ vài chục sub mà bây giờ kênh đã lên vài trăm ngàn sub rồi. Và người dân người ta sẽ ủng hộ kênh này lâu dài, bởi vì những cái nội dung anh này chia sẻ rất là thật và đúng, trái lại hoàn toàn với những bạn YouTuber nóng lòng muốn phát triển kênh nhưng mà lại làm chệch hướng sang cái hướng khác. Và có một cái bài báo mình mới vừa đọc luôn về những cái thông tin này, thì những người xem video này họ phản ánh rất là nhiều, và bắt đầu cơ quan chức năng người ta đang xem lại danh sách của những người đã livestream, những người đã chia sẻ về cái nội dung này nó không đúng sự thật, và đang có văn bản để kêu gọi những người này lên làm việc với cơ quan chức năng, bởi vì những cái hành động này là gây cản trở việc thi hành của các chiến sĩ công an. Thì mình đọc cái thông tin này mình cũng khá là bất ngờ, nên qua cái video này mình cũng xin cảnh tỉnh với các bạn ha. Nếu như các bạn nào cũng muốn làm một kênh YouTube mà cũng làm theo xu hướng thì chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta phải có cái sự suy nghĩ thật là kỹ và quyết định làm cái video như thế nào, và chất lượng là hàng đầu. Các bạn hãy nhớ cho mình ha, các bạn làm video và cái nội dung video các bạn nó phải có tính chân thật ở trong đó, chứ các bạn đừng làm cái video nó không có chân thật mà nó mang cái sự giả dối. Thì các bạn hướng người xem video đó, nhưng các bạn sẽ đẩy họ ra xa kênh các bạn hơn. Và đó là cái chia sẻ thật tình của mình. Và cùng cái chủ đề này thì mình cũng xin chia sẻ thêm một cái khía cạnh nhỏ nữa. Địa điểm vây bắt tội phạm này rất nhiều người làm, và nếu như các bạn cũng làm nữa thì có thể là nó sẽ bị trùng lặp nội dung quá nhiều và rất khó cho kênh của các bạn lên nhanh. Các bạn có thể khai thác những cái khía cạnh khác xung quanh đến cái sự việc này. Và mình có xem một vài kênh YouTube và các cái bài báo thì mình thấy có một cái thông tin khá thú vị. Đây là cũng là mỗi cách để các bạn bắt trend, nhưng mà các bạn rẽ sang hướng khác, một cái hướng ngách khác để cho các bạn có thể làm tốt hơn mà nó không có ảnh hưởng trực tiếp đến cái vụ việc đang diễn ra. Thì ở tại cái địa điểm Củ Chi này, khi xảy ra cái vụ việc này thì có rất đông người quay quanh, và có một cái điểm đặc biệt là người ta mở quầy bán nước mía, bán thức ăn, nước uống trực tiếp ngay tại đây luôn, và rất nhiều người ta ăn uống tại đây. Và doanh thu của những người bán hàng rong ở đây thuộc vào doanh thu khủng luôn các bạn, một ngày có thể bán được vài triệu luôn. Đó là một thông tin khá hữu ích và thú vị, bạn có thể khai thác để bạn làm nội dung, chứ không phải nhất thiết phải đi quay những người dân ở đây để khai thác. Ok, thì trên đây là cái video nhỏ của mình chia sẻ cho các bạn về cái suy nghĩ của mình về cái chủ đề này, cũng như là muốn nhấn mạnh với các bạn rằng hãy làm content chân chính, đúng sự thật thì các bạn sẽ có view ngay lúc đó, và về sau người ta vẫn ủng hộ kênh của các bạn. Đó là cái nội dung chính trong cái video này mình muốn chia sẻ cho các bạn. Hẹn các bạn ở video sau, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái kiến thức và làm YouTube. Xin chào, chúc các bạn thành công nha, và bắt trend cho nó đúng đắn và thật sự khôn ngoan ha.